Thì Quan thưa Nguyễn là mời người ta luôn đã rồi chúng đó. ta đã làm cái lễ xuất trận rồi, và xuất trận là Ừ. mình là người chịu điểm, bởi vì mình là hữu Này anh Quang là chịu Nguyễn hữu có cái duyên gì điều mà. gì muốn nói với em gái này không? Nãy giờ nghe sơ khởi rồi, Sao nhưng anh? mà mình thì không có tham gia chính trị, nhưng mình Ừ. hiểu được vấn đề lối sống và vấn đề con người và thế Ừ. hệ hai chế độ. Ừ. Thì thực tế ra thì thời ly loạn, thời chiến tranh của tất cả các thế hệ thì mình không màng đến, nó thực tế là như thế. Cả thời vua chúa cũng vậy nữa luôn, thì chúa Trịnh, chúa Nguyễn, ngay thời vua Lê, vua Nguyễn, thời tới cuối cùng là Quang Trung thì cũng như nhau, đúng không? Thì bắt buộc đó là cái khởi xướng về thời chiến. Còn cái phân luồng thì cái lúc đó thì cũng nói thẳng ra là cũng tự động các bên rồi tự giao tranh nhau rồi chia ra là phân biệt với nhau thôi, đúng không? Còn đến ngày hôm nay, cái thế hệ ngày hôm nay, nói thật ra luôn á, mình cũng con của dân Việt Nam Cộng Hòa, nói rõ luôn, cha cũng là một thương phối binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng nói thẳng ra một tiếng, mình cũng không phải theo ai cả, mình là một người dân Việt Nam. Đừng nên chơi những cái trò như những thời gian qua mà đưa người Việt Nam vào tù vô tội, nói thẳng một tiếng rồi đó, nhất là ông Đào Minh Quân, nói rõ luôn, Đúng. Ali Sa Phạm là một tội Ừ. đồ, nói thẳng luôn. Bây giờ tôi không cần biết là các người ở đâu mà cỡ, tôi còn không biết ở đất nước giàu sang phú quý gì, không biết. Còn tôi nói rõ, tôi là con của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho em hỏi cái này nè, anh Quang Nguyễn. Anh năm nay anh sinh Rồi, năm mấy? Em biết em xưng hô với anh. anh sinh năm 1976. Vậy là anh lớn em tuổi, để em nói nè. Gia đình bà con của em á là bà con cũng hơi xa nha, là ở trên Đa Phước á, Đa Phước An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang mình á. Thì anh biết cái huyện An Phú đó là nó sát vùng ranh giới đúng không? Thì cái khu đó là Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều, và cái khu ở An Giang em ngay chân chỗ mà cái Anh dầu là mà gọi là dân bến Mỹ anh đó. dắt gốc là dân miền Trung, gốc Ừ. là miền Trung, là Bình Định đấy, nói rõ luôn. Nhưng mà mình quan điểm là để mình nói cái câu chuyện giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và hiện tại bây giờ là xã hội chủ nghĩa Việt Nam nè. À. Nếu quân lực Việt Nam Cộng Hòa giỏi, mình không cần biết cái chuyện thời thế là mình không có tham gia. Đúng rồi, Nhưng mà nói đi. ý mình nhấn cái chỗ đây, cha tôi cũng là lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị thương phơi binh, Dạ. thời ly loạn Dạ. tan rã giữa chế độ hai chế độ thành lập, đúng không, Dạ. thống nhất. Dạ. Vậy nếu mà ông quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông có rắn cái đầu bên đó, ông giỏi, ông lo những người bị thương hồi thời chiến tranh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi, rồi mấy ông mới Đúng. nói chuyện Đúng. đó, mấy ông mới Đúng. nói chuyện, mấy ông muốn Ừ. chiếm nước, mấy ông muốn làm lại là lá chuyện của chính trị của các ông, các bà tôi không quan tâm. Đúng. Nhưng mà các ông phải nên nhớ rằng người đứng ra đã hy sinh trên đất nước Việt Nam, không, và Đúng. người đứng ra đã là thương phế binh. Tại sao các ông Ừ. 40 mấy năm, ông bỏ, mấy ông không lo cha tôi một hạt cơm, một chén gạo, cha tôi phải thương phế binh, phải đi lặn lội cuốc từng cuốc đất để sinh sống, đúng không? Anh Người nói đó thứ nghèo đó lắm. rồi đó, cho em cắt ngang này nè. Em nói cái này nè. Anh nói đó rồi em sẽ xin phép anh nói một câu. Sao những ông nói là lo cho những người dân, mà tại sao những bác Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh nằm xuống những ngôi mộ ở trên Lấy Thiêu đồ đó, mấy ngôi mộ ở trên đó đó anh. Tại sao họ không về xây mộ xây mã cho những các bác Việt Nam Cộng Hòa đang nằm xuống đó, cho yên mộ yên mã cho đẹp lên Không, lúc đầu đó. á, cách đây 2 năm qua, cái sự nổi dậy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cách đây 2 năm qua thôi nha, chứ trước đó không có. 2 năm qua mới đảo lộn lại đây, là muốn lật đổ lại chế độ và muốn đòi lại chở vị tiến 17 vào. Anh học, nếu nói trình độ anh học, tụi đó không qua lịch sử cho tới này, trình độ anh rất là vững. Anh cũng nói thẳng luôn là tư tưởng mình là người con Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà mình phải suy đi nghĩ lại, ông già mình lính Việt Nam Cộng Hòa thương phơi binh, nhưng mà tại ngày hôm nay quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi qua bên đó, cũng có danh sách, cũng có tên tuổi, gửi có thời gian, đúng, có thời gian gửi về cho 500 ngàn triệu một năm, đúng không? Đó là cái hội hội cựu hội thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng một thời gian nữa cắt đứt, không có, không bao giờ có.
ông già mình là lính Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà vẫn ăn, hiện tại là ăn lương của cách mạng, ăn lương cách mạng này, cách mạng là thấy thương phê bình người tàn tật, gọi là người tàn tật, họ cho tháng và họ họ cấp tháng nuôi tới ông già năm nay là 83 tuổi. Cũng là một cái, ông cũng là một quân lực Nam, là quân lính đầy đủ hồ sơ, xếp giấy nhập ngũ, giấy xuất ngũ, giấy chứng nhận thương phê binh còn nguyên, ở tù ở tù 16 năm. Vậy thì sao các tìm những cái một cái người của họ cho công náo họ sống qua ngày, chứ đừng 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 nói còn em mình nói anh nha. Là anh Nguyễn cho em hỏi nào, hiện tại Facebook của mình là tới 4.800 bạn trong Facebook của mình, chiếm 2/4. Em không tìm ra, em vô lục 2/4 người nước ngoài, mà trong đó số 2/4 của người chế độ quân lực Việt Nam Cộng hòa xưa, và trong đó có thế hệ là gọi là cái gì ta, thế hệ sâu là nó gọi là gì đây, nó thường thường nó gọi là gì đây, nó là cũng là lính con cháu của quân lực Việt Nam Cộng hòa, không? Nhưng mà mình không nói, mình cứ mình theo dõi thôi chứ cũng chả quan tâm gì, chia sẻ lung tung thôi chứ cũng không bao giờ đề cập đến. Nhưng mà mình bức xúc cái là nếu mình nói đây á, anh chị bên đó giỏi mà làm được việc thì trước anh Nguyễn nhìn với bình luận đi anh, là chính quyền nhà nước mình đang đang cấp lương cho ba anh là thương phế binh đó, là mỗi tháng bao nhiêu cho em hỏi. Ba anh là Việt Nam Cộng hòa nhưng mà bên nhà nước mình cấp lương cho ba anh mỗi tháng là bao nhiêu? Anh Nguyễn cho em gọi là không phải là loại là từ thương phế binh nhưng mà gọi là người tàn tật. Đó, nó đưa vào hệ tàn tật đúng không? Chứ còn người tàn tật. À người tàn tật, nhưng là ba anh mỗi tháng được nhà nước mình cấp được bao nhiêu tiền? Của... là gọi là đưa vào lương tàn tật nhưng mà cũng có hưởng chế độ 800.000. Hưởng chế độ là một tháng bao nhiêu tiền lương anh? Hưởng một tháng bao nhiêu cho tiền lương của lương chế độ mà hỏi người tàn tật á? 800.000. Nhưng mà lãnh lâu rồi đúng không anh? Được bao nhiêu năm rồi anh nhớ thì, không? Hả? Thì từ nói chung là lãnh được lâu như chưa? Cũng được mà. Mấy năm mà, mấy năm nay à. Trước kia cũng có, nhưng mà trước kia ít, trước kia có 200 mấy thôi, bây giờ lên được mấy trăm nữa. Ông là cục một giò thẳng thế mà ở tù 16 năm nữa nha, chứ không phải là ở tù một năm nha, 2 năm nha. Tại sao ở bên đó là đồng đồng nghĩa đồng đồng hương quả gọi là gì, cùng 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 một quốc gia với nhau đi, gọi là cho quốc gia đây, gọi quốc gia Việt Nam Cộng hòa đây đúng không? Tại sao ở bên đó không không tìm những người của cùng quân lực Việt Nam Cộng hòa để họ họ hỗ trợ cho họ đúng không? Mình vẫn biết là chế độ của Việt Nam Cộng hòa mà thế hệ thế mà nó nghịch thì dĩ nhiên là cái chế độ này là họ không đưa vào trong cái danh thương phế binh. Đó rõ không thế? Không, không cho ảnh không cho hưởng. Đó. Không cho hưởng một cái chế độ gì hết á. Nhưng mà bây giờ là cũng được vấn đề đó thì rất là ấy, mà còn tương lai nữa, nhiều cái nữa. Giờ nói thẳng cái là bây giờ anh chị nào mà đang nằm trên bên hải ngoại mà đang xâm nhập vô nè, đang nghe nè nha. Nên nhớ rằng một điều, mình muốn làm đạt được việc lớn thì việc nhỏ mình làm trước. Nếu mà các người đó mà leo cái cây đó, mà không bước lên cái gốc lên mà muốn đu trên đọt cây đó thì các người nằm mơ đi, đừng có cái chuyện đó xảy ra. Còn hiện tại bây giờ nói luôn, an ninh Việt Nam, một quốc gia an ninh quốc gia là một quốc gia nổi tiếng trên thế giới luôn, nói rõ luôn. Điều sợ Việt Nam. Dạ. Ông đứng lên ông nói tôi hả? Ông nói tất cả trên cộng đồng mạng, ông thuê ba cái thằng lùn chó đứng ra để hủ mẹ xung quanh ông làm con cặc gì? Ông là cái đéo gì? Việt Mỹ. Anh nói ông tự do, ông muốn nói gì nói là chuyện ông. Ông nói xong ông nói ông, tôi nhớ ông một cái clip ông nói là
Thủ tướng Donald Trump sẽ dẫn ông về đứng biển Đông rồi hàng ngàn quân lính để lấy lại Việt Nam Cộng hòa, để lấy lại đất nước Việt Nam này. Khổ dân, đĩ mẹ ông cho ông khổ dân, ông biết vừa rồi mười mấy mạng người đi ở tù vì ông mà ông nói không làm khổ dân. Đó, đó. Anh nói rất là hay. Vậy thì mẹ nghe lời ông, tôi chửi luôn cho ông đòi Minh Quân nghe, ông cũng đéo cái gì đó, tôi ghét ông cái là điện này ông đừng có đẩy câu là lấy lại đất tổ không làm khổ dân, ông nhớ câu này, nhưng mà ông đã đẩy bao nhiêu người tù tội vào rồi. Đấy, còn cái chuyện tôi không chống, nhưng mà tôi lấy mấy điểm chính là tôi nói thôi, còn tôi không có tham gia, tôi không biết, còn mấy gì người chống hay là cái như lập phê bè lập phái gì tôi không biết, tôi không tham gia, tôi những con manh áo tôi làm tôi sống thôi. Đó, anh em mà là người dân nói có sao nó vậy thôi. Thái Ngọc Nhiên là tôi cũng theo dõi rất là nhiều, và trên những tình huống, những cái nhiều lúc bức xúc quá thì em cũng có những cái nó hơi bức xúc quá, nó hơi lố một tí xíu, nhưng không sao, cái chuyện đó mình chỉnh đốn lại. Đời mà ai đi không dập cứ nó thẳng tiếng luôn, dặm biết rửa, mẹ dặm mà dặm lúng thì không được đó. Đã dặm rồi nó cợt lỡ em chữa rồi đó. Không được, 2018 mẹ em có chữa tục nữa. Anh Lanh lay chim thường thường với em đi. Dạ. Còn một người nữa ở đây mới thế hệ sau là gì, gì gì Dương ta, con gì Dương Qua Na Uy, thầy Dương, thầy Dương, thầy Dương Đoàn Thị, thầy Dương Đoàn Thị, nói thẳng Dương. Con thầy Dương luôn. Đoàn Thị Dương, em anh nói thẳng em luôn, em qua đất Na Uy em ăn cơm ở Việt Nam, cha mẹ em trồng cây lúa ở Việt Nam, sinh sống Việt Nam, nuôi em tới giờ em học lên trưởng thành, gom bao nhiêu tiền đẩy em được đi qua đất Na Uy, em chửi ngược lại. Anh không phải là theo ai hết á, tại mình dân mà mình không có quyền. Đúng rồi. Còn anh em là dân chính trị á, chính trị á thì để cho những quan chức họ lo, còn quan chức của bên đó muốn lo á, muốn làm việc với mấy ông ở bên quan chức bên này á, để lại đất lấy lại tổ quốc á, thì cái chuyện của các ông, nghe không? Cho nên mà tôi khuyên các ông đừng nên xúi dân đi vào con đường tù tội, họ khổ lắm. Đúng. Họ khổ nhiều rồi, bây giờ họ chung vô tù, con của họ nheo nhúc ở ngoài, ăn học không có tiền. Nói ra bảo đảm nó sẽ chửi anh rất là nhiều, nó nói này nói nọ, nói loại anh loại này, anh biết chứ, nhưng mà không sao, tại vì nó hăm dọa, nó giết nó anh ơi, chống chính nghĩa chứ không có phải sống bằng một cái ảo. Mình nói thật thì nó lo, nó giết, nó hăm, nó giết, chửi ai chỉ nhấn mạnh những con người đã từng hối ra. Đào Minh Quân ngày 30 tháng 4 xúi dục dân là đốt xe nè, là ông Đào Minh Quân xúi, biểu ông làm sao một chiếc đền hai chiếc, một chiếc xe cũ đền xe mới đó, rồi đền ông, nếu mà người ta đốt được ông đền được, nhà ông đốt đó, ông Đào Minh Quân vợ đồ nó ông cắt lại cho nhà mới chưa, rồi bây giờ ông đang giam nó, thằng nào dám ngắt đầu về đi cứu ông, đi mấy 10 thằng giờ nó nhốt luôn 10 thằng rồi ở tù 15 người tội phạm, có gia quy một câu nó không biết. Còn cái chuyện thế hệ mà giữa hồi trước hai cái vị tiếng giữa 17 trở vào và giữa vị tiếng 17 ra, đó cũng là một thời và cũng một hai chế độ. Nhưng cái chuyện mà sâu xa hơn hiệp định rồi tới vấn đề xâm chiếm nhau, đó là cái chuyện của nhà nước, của các ông. Nói rõ đó, tất cả đều là dân. Mà dân đi lính cho các ông á, mà bây giờ mà người những cái người mà đã có công với các ông á, thì các ông nên lo. Còn không lo được á, thì phải xúi tiếp những cái thế hệ sau. Đấy, nói thẳng tiếng, bao nhiêu người bị nhiều lắm rồi, có một thằng lên nữa, có một thằng lên chửi anh vừa trước nữa, nói, ông không tham gia, nói ông tham gia chi mày tao điên, mày tham gia đi, nói ông ở tù hàng loạt đây, sao bay bên đó bay giỏi bay về bay cứu đi, bay ngồi đây mới nói đây, sao ông lên danh sách đưa cho tôi, đưa chi, đưa cho mày là một con cặc gì mà đưa cho mày, mày biết cái con cặc gì chưa, nhà nước nó giỏi mày ngon mày về mày nói chuyện mày cũng không nít chích mẹ mày nó con tao mà này sầu lồn. Anh thấy nói không? Thêm một cái nữa, anh nói nhiên, anh theo dõi rất nhiều, không phải là ít đâu, nhưng mà anh biết cái đúng và anh biết cái sai, cái con những con nào mà anh tục nói khuyết thì mẹ những cái loại đó gạt bên,
Con xã hội, nhiều thằng xã hội ngu như con heo. Thịt mẹ, nói thẳng luôn thằng Quách Dũng, đừng đâu mà nói tận mày là thằng nào mày ở tù ở ở đất công tâm chứ. Mày thịt mẹ, mày tao thấy được mày một ngày nào, mày nếu mà có theo dõi clip này, tao hứa danh dự mày một ngày nào mà không luộc mày, tao nói tao làm con mày, tao làm con chó luôn. Đúng. Mày đừng có dám, mày mà đất nước này mày dám rút khẩu súng ra, mày lên đạn rẹt rẹt, mày thả nòng xuống ha. Mày là cái gì? Đó, tao nói mày á, con kiến nó nằm ở sa mạc nó cũng còn giá trị, mày ở đất này không có giá trị đâu. Đừng có nổ, đừng có lung tung, mày đó là tao nói thẳng mày luôn là mày lợi dụng. Mày bóc quét để mày thâu tóm tiền của những cái ở bên bên hải ngoại, nó tưởng mày là hoành tráng, nó gửi về cho mày giọng. Tao dám nói một câu luôn, mày có cái đó vấn đề đó. Mày than phiền rồi giá bộ mày đưa clip lên mày đi, rồi mày giết người này người kia, chửi lấy tiền sống chế độ này chứ độ kia. Mày cũng con nít mẹ mày biết cái đéo gì chính trị, mày học lớp mấy mày biết chính trị. Sang một mày, năm mày 76 làm anh được đất nước đi lên không, mày làm được đất nước đi lên không, hay là cứ như cũng máy ổng rồi mày ngồi mày mượn cơ hội để mày ngồi lên mày bóc phét, rồi mày đó lại để cho anh chị bên kia với mấy người nghe lời mày gửi tiền về, tiền thừa đi mẹ tiền đó để tao không phải nói dốc, tao mà nằm bên đó có loại bay tụi tao gửi cho đó, tao gửi cái cây về cho tao gửi ăn là xấu lồn cái mặt đó, anh về nha, nhé anh chưa chịu thề, hồi nhỏ anh chưa biết lớn tiếng với ai hết đó, nhưng mà anh thấy nó bức xúc nãy giờ anh nghe mấy ông kia ông nói nữa gì hạm đội rồi gì quần tàu hạm hạm mấy con mẹ với hạm mẹ cái đéo gì cái biết chắc gì đó, không biết gì đó. Nói chung là nó không biết gì, nó ngồi nó nói không à. Còn Lý Sa Phạm ngồi lên đọc từng bài bảy nói gì nói giống như là y như mà nó nằm trong nhà người ta. Không, hay thiệt chứ. Trình báo gương, trình báo vậy mà sao ngồi nó dám Việt Nam không? Ngon dám không? À, mà em nói nghe nè. Có một con nghe. À, sao nói anh đi? Nó nói một câu, ở bên hay ngồi mạnh miệng lắm. Về tới Sài Gòn ngồi uống cà phê, chung vô gặp nó, mời nó uống cà phê xong. Nói về chính trị. Mà em nói nhỏ nhỏ, em nói nhỏ, trời ơi chết đâu, này xung quanh đây công an không đấy. Để mẹ mày đã nói bên kia giỏi thì mày về đây mày cũng ngồi mày nói giống như vậy đi, mấy mấy người sợ công an. Thì, sợ công an là lý do sao mày sợ nó. Đó không? Đấy. Còn bây giờ cứ ngồi bên đó sống đất nước tự do rồi xúi dạy người ta bên này thì mẹ người ta đã khổ chết mẹ luôn, đất nước Việt Nam dân khổ bầm xương. Đó, khổ ai khổ lý do là cứ đi suối tầm bậy, người ta cứ hoang mang tư tưởng, cứ tư tưởng của họ nói ừ bên đó nó trời lấy được rồi là chế độ tư bản nè, không làm tiền sướng tiền nhiều, xài tiền đô để mẹ dở ăn lắm. À, gia đình anh nha, nói luôn nha, nguyên một họ của cậu ruột anh này, anh bà già ruột nè đang nằm ở đất nước Mỹ nha. Không dễ đâu, đi làm á. Nói chung á là nó xuống hơn Việt Nam một chuyện là cứ côn vua ngày trời tới tháng lấy tiền. Nó nói thọ rõ này như thế. Nhà bên đó thuê một cái nhà là 1.500.000, 1.500.000 đô. Chưa nói điện nước, chưa nói vấn đề gì hết. Đây. Làm á không có trình độ, đi làm công cho người ta một tháng 2.500.000, 3.000 đô chấm hết. Một tháng chi tiêu nhí nhóm lắm, thừa được mấy trăm đô. Có. Thì mấy trăm đô so Việt Nam thì nó cũng cao, chứ không phải là so Việt Nam nó. Có sáu chị. Anh Nguyễn cho em nói nè. 600 gì chơi 500 đi cũng có 10 triệu ở Việt Nam mình, hiện tại giờ mình làm công nhân cũng 8 triệu rồi, mình trừ chi phí mình cũng còn được mấy trăm đó, cũng được còn mấy triệu đó anh. Đúng rồi. Thì nó nói chung là nó không ấy, nhưng mà nó được một chuyện là cái người nào mà họ có trình độ thì cái đó là anh công nhận. Như bà cái bà mà bà bà thứ thứ mấy bà thứ 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 tư thứ năm gì á, là bà là bác sĩ, chồng làm giảng viên trường bản giảng viên trường 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 học dược, lương thì cao, công nhận thì lương tháng mấy chục ngàn đô thì ok. Còn nếu mà đi qua bên đó cỡ anh, trình độ Việt Nam bằng cấp cỡ nào cỡ, qua đó bỏ, không biết ngoại ngữ, bỏ mày đi cắt cỏ mày. Nói nó chửi, nó chửi cũng không nghe được, đúng không? Nói giống như một đất nước, một thành
tâm mà đi chung với cái gì á. Nói thật, đây anh có anh em ở bên Mỹ mà anh không sợ, nói rõ rồi, tại anh em cũng tâm sự nhau à. Rồi còn những cái thằng bạn bên Mỹ về, những thằng bạn bên Mỹ về nói luôn, mẹ mang cái mác Nhật Việt Kiều thôi, có vợ thì may ra còn có thừa nha, không vợ nha tới tháng còn phải mượn tiền 200-300 để trả tiền nhà, còn không trốn chết mẹ đéo có tiền thừa xài. Nói cho thẳng luôn, nói rõ luôn, có những thằng đức thật luôn, nó nói những cái thằng về đây á mang cái mác Việt Kiều ngu chết mẹ luôn, đi gom được bao nhiêu ngàn đô về là giảng mác Việt Kiều, tự xưng tao làm giám đốc ở này giám đốc kia, cưới đi vô dùng sâu dùng xa, cưới được con vợ về, má thằng đó thằng ngu. Đó là với Việt Nam nó ngu đâu nha, với Việt Nam nó nói mày cỡ mẹ mày tao không cần biết mày gì hết á, miễn sao mày cưới tao được đây không, tao đi qua Mỹ rồi tao hôn nói chuyện với mày sau. Thì mẹ tao qua bên đó rồi á, 15 ngày sau để mày, hay là lúc nào tao chỉ cần tao có thể sanh thôi, mày á một phát một bullet nó lục mày luôn đó, mày tao quậy mày á, đúng luôn, mày dám đúng, tao luôn không? Đúng luôn à, đúng luôn. Xong rồi cái đó mà nó ra ngoài cái nó gặp thằng khác giàu sang hơn cái đàn lấy Mỹ hay lấy gì đó, nó xuống cái thằng nó địt mẹ, cuối cùng là đi cưới vợ thơ cho khác, ngu như con lợn à. Giờ chơi nó chơi, nó cho nó chơi được mấy cái đó, ở bên này cho Việt Nam nó chơi được mấy cái, xong rồi cái qua bên đó cũng cho nó chơi được mấy cái, cái xong chấm hết mất mấy ngàn đô cứ vợ mướn đấy, là một cái ngu đó. Cho thêm một cái nữa là anh nói là nó nói anh là đồ này đồ kia là gì lung tung nhiều lắm, anh có thể là có như vậy nhưng mà nãy giờ không thèm con hắn theo dòm đó, nhưng mà có một vài anh chị khen hay thì thôi tí đi phạm tí nữa em cho anh lên. Tôi xin lỗi là không phải là mình nói hay, nhưng mà đó là mình nói trung thực cái bản chất của mình, chưa bao giờ biết xạo ai, chưa bao giờ đi bóc phét, chưa bao giờ biết ăn gian lận tiền ai, mà chỉ những cái con người á mà không biết, mà không biết cái gì luôn mà bày đặt xấu ghê lên là chỉ thẳng thằng Quách Dũng, mày dân Hải Phòng, mày mang tiếng là dân Hải Phòng, dân giang hồ đất cảng á con, mày chửi ông này rồi mày nói ông người này người kia đỡ chi, mày đôn đỡ cho bên Việt Nam ngon qua gửi tiền cho mày vậy. Ừ thì được, được ngày nào hay ngày đó chứ không phải là không có đó. Chứ tao bảo đảm mày trong cái tư tưởng của mày đéo có cái khác gì cái đồng tiền đâu, ngoài đồng tiền đâu, tao biết chứ, tướng là như con cò đủ, mà tao vũ cho mày một vũ là tao chấp mày cả cái khẩu súng đấy luôn á, chứ mày mày sợ lồn, mày đã tin nhắn tin cho tao có và mày đưa số điện thoại tao, mày biết tao ở quận 12, mày hẹn ở gặp 12 rồi đi xử thằng này xử thằng kia, tao có điên không mày, tao đâu có lồn. Dạ anh Nguyễn, anh giới thiệu về anh đi, bà con hỏi đang giới thiệu về anh á. Anh hả, giới thiệu gì đâu, anh giới thiệu về bản thân anh đi cho bà con biết anh, ở đâu anh, gốc Bình Định à, đơn giản vậy thôi, ở Sài Gòn. Anh Quang Nguyễn anh Quang Nguyễn là cũng khán giả đi theo em, con giống như anh Sơn Võ vậy á, mấy anh là cũng nhờ anh bạn bè lên trên mạng này, ai anh cũng coi hết, nhưng mà Facebook có nhiều đứa nó ảo quá, nó ăn dạ. Facebook nó ngủ Facebook, nó chết nó trong Facebook mà nó không hiểu về dạ. Facebook là gì hết á. Anh đang ở thì Gia Lai, anh Quang Nguyễn thì cũng như anh Sơn Võ và các anh chị và giống như Nhiên vậy luôn, giống mấy anh em mình giống nhau y chang vậy, là một người dân bình không, thường. Anh có một cái khác, anh không có biện luận, anh cũng cho là ai tốt, anh cũng cho là đất nước mình hay anh cũng cho cái gì là ấy hết á, nhưng mà anh được nhận xét, anh được quyền nhận xét và anh được quyền chỉ mặt. Dạ, anh dạ chỉ mặt em tốt. Cũng vậy anh.